Xin chào các em. Rất là vui khi gặp lại các em trong cái chương trình bổ trợ kiến thức toán đại học bộ môn đại số tuyến tính phần thứ hai. Như vậy là trong cái phần 1 chúng ta đã học xong toàn bộ cái kiến thức về định thức, bao gồm lý thuyết, các tính chất cũng như là các cái phương pháp tính định thức. Tuy nhiên trong cái phần 1 đó thì chúng ta học các cái phần nó có tính chất nó rời rạc. Thì trong buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ hệ thống lại toàn bộ cái kiến thức về phần định thức thông qua việc giải các cái dạng toán mà thường được ra thi, ra kiểm tra trong các cái trường đại học liên quan đến cái mảng kiến thức định thức của Ma Rảnh Vuông. Cái dạng toán đầu tiên có lẽ chúng ta cần đề cập đến đó là dạng toán tính một cái định thức. Khi mà người ta yêu cầu mình tính định thức của một cái ma trận vuông cấp AN, A lớn cấp N, thế thì chúng ta làm cái gì nè? Trước hết là chúng ta phải xem xét thử xem là cái định thức người ta cho mình á, nó có cái gì đặc biệt không. Đặc biệt ở đây thì nó có hai trường hợp. D được gọi là định thức đặc biệt nếu như nó có một dòng bằng không hoặc một cột bằng không. Cái thứ hai là nó có hai dòng bằng nhau hoặc là hai cột bằng nhau. Cái thứ ba là nó có hai dòng tỷ lệ với nhau hoặc là hai cột tỷ lệ với nhau. Tỷ lệ có nghĩa là dòng này thì bằng k lần dòng kia hoặc là cột này bằng k lần cái cột kia. Đó là cái trường hợp đặc biệt thứ ba nằm trong cái dạng đặc biệt đầu tiên. Thế khi mà định thức của chúng ta đó mà nó rơi vào một trong ba cái trường hợp a nhỏ, b nhỏ, c nhỏ của cái trường hợp đặc biệt thứ nhất này nè, thì các em thấy rằng là mình đâu có cần phải tính toán gì đâu, mình có ngay kết quả cái định thức này nó bằng không. Chúng ta có d bằng không, không cần tính toán gì các em, không cần một phép, bất kỳ một phép biến đổi nào cả, chúng ta có ngay kết quả d bằng không. Đó là trường hợp đặc biệt thứ nhất. Trường đặc biệt thứ hai là cái định thức của mình là định thức của một cái ma trận tam giác, bao gồm cả tam giác trên lẫn tam giác dưới các em nha, hoặc là định thức của một cái ma trận chéo đó. Thế trong trường hợp như thế này thì sao? Thì ta có giá trị của định thức nó bằng tích các phần tử nằm phía trên đường chéo chính. Đây, chúng ta có cái trường hợp thứ hai. Các em còn nhớ cái dạng tam giác với lại dạng chéo không? Nhắc lại sơ một tí nha. Cái ma trận tam giác là cái ma trận mà các cái phần tử hoặc là nằm phía dưới đường chéo chính nó đều bằng không hết. Cái đó người ta gọi là ma trận tam giác trên. Hoặc là tất cả các phần tử mà nằm phía trên đường chéo chính nó đều bằng không, thì ta gọi nó là ma trận tam giác dưới. Còn cái ma trận mà gọi là ma trận chéo là cái ma trận mà các cái phần tử nằm phía trên, phía dưới, tức là nằm phía ngoài đường chéo chính thì nó bằng không. Đó. Thì trong trường hợp này định thức của nó dễ lắm. Muốn tính định thức này thì chúng ta cứ lấy các cái phần tử trên đường chéo chính nhân với nhau, ta có kết quả. Ta lấy thử một ví dụ các em nha. Ví dụ như ta cần phải tính cái định thức này. Đây là một cái định thức cấp 4. Bây giờ chúng ta xem xét thử cái định thức này có cái gì đặc biệt không? Các em thấy có gì đặc biệt này? Có phải là cái cột thứ nhất và cái cột thứ ba của định thức này nó bằng nhau, nó y như nhau? Vậy thì nó rơi vào cái trường hợp đặc biệt thứ nhất. Cái định thức mà có hai cột bằng nhau thì định thức đó bằng không. Ta có kết quả liền, định thức bằng không, không cần tính toán gì cả. Xét thử một định thức khác rồi nè. Đây là một định thức cấp 5 lần ha. Thế định thức này là định thức có gì đặc biệt không? Các em thấy nè, cái định thức này, đây là đường chéo chính của nó. Có phải là tất cả các phần tử nằm phía dưới của đường chéo chính đều bằng không không? Như vậy thì đây là cái định thức của ma trận tam giác trên. Thế theo tính chất nãy chúng ta mới nhắc lại, giá trị định thức này nó sẽ bằng tích các phần tử nằm phía trên đường chéo chính. Em lấy 8 nhân 1 nhân 2 nhân 3 nhân 1
em có kết quả nó bằng 48. Đó, rõ ràng là khi muốn tính một định thức thì đầu tiên phải xem xét coi thử là cái định thức này nó có phải là định thức đặc biệt hay không. Có hai trường hợp mà chúng ta gọi là định thức đặc biệt được liệt kê ở trên. Rồi, bây giờ nếu như mà cái định thức của chúng ta không có gì đặc biệt hết, trường hợp thứ hai, D là định thức của cái ma trận AN mà nó không có đặc biệt, tức là nó không rơi vào hai cái dạng hồi nãy chúng ta vừa liệt kê trong trường hợp 1. Thì lúc này muốn tính định thức chúng ta phải làm sao? À, dễ lắm. Chúng ta sẽ phân loại nó theo cái cấp của định thức. Cấp của định thức cũng chính là cấp của cái ma trận vuông đó. Ở đây chúng ta đặt A là cái ma trận vuông cấp N. Ta xét thử trường hợp N bằng 1. Thì các em có nhớ là nếu N bằng 1 thì định thức của A bằng gì không? Nếu A lớn là một cái ma trận vuông cấp 1 thì định thức của ma trận A lớn chính là cái giá trị của cái phần tử của A. Nếu N bằng 1, A lớn chứ A nhỏ thì det của A bằng A nhỏ. Lấy ví dụ như sau. Tính định thức của A, biết rằng A là tích của hai cái ma trận này. Thế hai ma trận thì khi nhân nhau thì có thể tồn tại cái tích hoặc không tồn tại cái tích. Tồn tại hay không tồn tại là tùy thuộc theo cái cấp của chúng. Các em xem nhé. Cái ma trận đầu tiên cấp là 1 nhân 3. Ma trận thứ hai thì cấp là 3 nhân 1. Thế thì nó thỏa được cái điều kiện tồn tại ma trận tích. Bởi vì là số cột của ma trận trước á, nó bằng số dòng của ma trận sau. À, và lúc này nó tồn tại thì cái ma trận A này nè. Chúng ta biết rồi, cái ma trận tích này nó có số dòng là số dòng của ma trận trước và số cột là số cột của ma trận sau. Như vậy thì ma trận A cũng chắc chúng ta nó sẽ có cấp là 1 nhân 1. Tức là A chỉ có chứa một phần tử là A nhỏ mà thôi. Thế ta tính A nhỏ. Tính A nhỏ được bao nhiêu thì định thức của A chính là A nhỏ. Dễ không? Cho tính A nhỏ này. Thế thì theo cái tính chất mà tích của hai ma trận thì A bằng gì nè, lấy phần tử đầu tiên của ma trận trước là 2 nhân với phần tử đầu tiên của ma trận sau là 1, ta có là 2, rồi lấy trừ 1 nhân với 3, hai cái phần tử chính giữa nhân với nhau ta có trừ 3, thì không nhân với trừ 1 thì ra không, ra trừ 1. Như vậy ta suy ra rằng là ma trận A của chúng ta là ma trận cấp 1, chỉ có chứa một phần tử là số trừ 1. Vậy thì sao? Vậy thì định thức của A chính là trừ 1. Hết sức đơn giản. Cái dạng toán mà như ví dụ 1 này các em nè, là nó thường thường được gặp trong những cái câu hỏi trắc nghiệm mà cho trong các kỳ thi. Cái dạng toán trắc nghiệm này chúng ta đã nói đến trong cái phần 1 mà chúng ta học trong các tuần trước rồi. À, như vậy là thầy trò mình mới xét xong cái trường hợp cần phải tính một cái định thức cấp 1, n là 1. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Nếu n bằng 2 thì chúng ta xử lý như thế nào nha? À, khi n bằng 2 thì định thức của chúng ta là một cái định thức cấp 2 có hai dòng hai cột. Các em chắc còn nhớ ha. Định thức này cũng từng gặp trong chương trình phổ thông. Muốn tính định thức cấp 2 thì dễ lắm, ta lấy tích hai phần tử trên đường chéo chính, ta trừ đi tích hai phần tử trên đường chéo phụ. Đó, tức là sao này? À, ta lấy A11 nhân A22, ta mới trừ đi A21 nhân với A12. Rất đơn giản. Thử xét một ví dụ này. Tính định thức cấp 2 này. Đó, hai dòng, hai cột, định thức cấp 2. Tích hai phần tử trên đường chéo chính trừ tích hai phần tử trên đường chéo phụ, các em nghe. Đây, chúng ta lấy nè, 1 trừ y nhân 1 cộng y nè, mới trừ đi 3 nhân 4. Cái này thì hết sức đơn giản rồi, tính ra là trừ 10. Nhớ nha, y bình phương là trừ 1. Vậy là hai cái trường hợp rất là đơn giản, đầu tiên là n bằng 1 và n bằng 2 chúng ta đã nói xong rồi. Quá dễ đi. Bây giờ từ n bằng 3 trở lên thì nó sẽ hơi phức tạp.
Tức là cái định thức mà cấp nó càng lớn chừng nào thì cái việc tính toán nó lại càng phức tạp chừng đó. Chúng ta phải có cái thủ thuật, chúng ta phải có kinh nghiệm để xử lý trong từng cái trường hợp. Trước hết, thầy trò mình ôn cái trường hợp n là bằng 3. Khi n là bằng 3 thì cái định thức của chúng ta là một cái định thức cấp 3, 3 dòng, 3 cột. Chúng ta tính định thức cấp 3 như thế nào nè? Nếu như mà các em không cần quan tâm đến cái định thức này nó có cái gì đặc biệt hay không đó, thì có một cách chúng ta bao giờ chúng ta cũng làm được hết. Đó là chúng ta dùng cái quy tắc Sarrius. Như vậy có thể nói rằng là cái cách đầu tiên để xử lý cái định thức cấp 3 đó là chúng ta dùng quy tắc Sarrius. Chúng ta dùng quy tắc này để chúng ta nhớ có cái định thức cấp 3 nó bằng cái gì. Thế thì quy tắc Sarrius nói như thế này nè. Ta muốn tính một cái định thức cấp 3 thì đầu tiên ta chép lại các cái phần tử trong cái định thức đó, chép lại nó. Sau đó rồi chúng ta mới bổ sung thêm hai cái cột đầu tiên đó, cột thứ nhất, cột thứ hai ra phía sau. Thì Sarrius cho mình rằng là cái giá trị của định thức cấp 3 nó bằng là, đó chúng ta nhìn nó xuống, A11 nhân A22 nhân A33 chúng ta biết vào đây, được bao nhiêu chúng ta biết vào đây. Rồi chúng ta mới cộng với đây A12, A23, A31 được bao nhiêu chúng ta biết vào đây. Tiếp tục cộng với, chúng ta nhìn xuống là A13, A21 và A32 biết vào đây. Cái dấu cộng này nè, ý muốn nói rằng là chúng ta nhân xuống được bao nhiêu, chúng ta cứ để nguyên giá trị của nó. Có thể là cái tích A11, A22, A33 là số âm, là số âm, chứ không phải là cái cộng là nó dương đâu. Cái dấu cộng này ý muốn nói rằng là nhân bao nhiêu đó, thì chúng ta cứ để nguyên cái dấu của nó. Sau đó chúng ta mới nè, trừ đi, trừ tức là ý muốn nói đổi dấu đó. A31, A22, A13 chúng ta ghi vào đây. Tiếp tục trừ, trừ tức là đổi dấu cái tích mà tính được đó, A32, A23, A11, các em tính được bao nhiêu, các em đổi dấu nó và ghi vô đây. Tiếp tục trừ đi A33, A21 và A12. Đó. Có dễ không? Rất dễ phải không nào? Viết lại định thức thêm hai cột phía trước, cứ nhân xuống như thế này thì để nguyên. Cái dấu là sao cứ để nguyên như vậy. Còn nhân ngược lên được bao nhiêu chúng ta đổi dấu, sau đó chúng ta tính toán lại. Thử một ví dụ nha. Ví dụ như là tính cái định thức này. Đây, định thức cấp 3. Chúng ta tính bằng Sarrius. Chúng ta vừa viết lại cái định thức này ha. Sau đó chúng ta mới bổ sung thêm hai cột phía trước. Đây các em nè, 1x3 này, 1x3. x22 đây, x22. Như vậy thì giá trị của định thức bằng này. Chúng ta nhân xuống được bao nhiêu để nguyên nha. Có phải là 4 không? Cộng với nhân xuống có phải là 3x không? Cộng với nhân xuống ta được là số 0. Rồi chúng ta trừ nè, ta đổi dấu đó, nhân ngược lên, đây là số 0. Trừ tiếp nè, nhân ngược lên, chúng ta được số 2. Trừ tiếp nè, nhân ngược lên, chúng ta được là -2x bình phương. Đó. Nhân xuôi, trừ nhân ngược. 3 lần nhân xuống là dấu cộng, không đổi dấu. 3 nhìn nhân ngược lên ứng với dấu trừ tức là đổi dấu. Và đến đây rồi thì chúng ta chỉ cần đơn giản rút gọn, chúng ta được là -2x bình cộng 3x cộng 2. Chúng ta vừa giải quyết xong thì ví dụ đầu tiên bằng cách là dùng Sarrius. Đó là cách thứ nhất. Đối với định thức cấp 3 thì chúng ta có một cách nữa, tên có một cách nữa, tức là cái cách Sarrius là bao giờ chúng ta cũng làm được với bất kỳ một cái định thức cấp 3 nào. Khi em không cần quan tâm nó có đặc hay không đặc biệt, em dùng cái này thì chắc chắn là đáp số. Tuy nhiên nếu mà chúng ta khéo léo tùy theo từng cái định thức cấp 3, mình khéo léo mình nhìn nó đặc biệt hay là biến đổi khéo léo thì mình sẽ làm nhanh hơn. Đó là cái ý tưởng của cách thứ hai. Tức là sao? Tức là cách thứ hai là mình sẽ đưa cái định thức cấp 3 này về một cái định thức đặc biệt. Đặc biệt ở đây có nghĩa là nó giống y như hồi nãy chúng ta liệt kê trong cái trường hợp 1 đó. Đó, có hai trường hợp đặc biệt đó các em. Một trường hợp là nhìn vào biết ngay định thức bằng không. Đó. Hoặc là cái định thức đó là định thức của mặt trận tam giác hoặc là mặt trận chéo.
chúng ta đưa nó về định thức đặc biệt. Thế thông thường thì đưa từ một cái định thức bình thường về định thức đặc biệt thì chúng ta thường hay dùng các cái tính chất sau đây của định thức mà chúng ta đã học trong cái phần 1 rồi nè. Đó là định thức đấy sẽ không đổi dấu, không thay đổi khi mà chúng ta lấy một cái dòng nào đó, chúng ta cộng với K lần dòng khác. Thay một dòng bằng cách lấy nó cộng với K lần dòng khác thì định thức hoàn toàn không thay đổi. Hoặc là ta dùng cái tính chất rằng là nếu như ta đổi chỗ hai dòng cho nhau thì định thức nó sẽ đổi dấu. Hai cột cũng vậy. Định thức đổi dấu khi đổi chỗ hai dòng hoặc hai cột. Hoặc là chúng ta dùng tính chất rằng là cái nhân tử chung của một dòng hoặc một cột thì có thể lấy ra ngoài dấu định thức. Tính thứ ba này cũng tương đương với cái phát biểu rằng là khi ta nhân một cái số nào đó với một cái định thức thì chúng ta nhân cái số đó với một cái dòng hoặc một cột, chỉ một dòng hoặc một cột nào đó của định thức mà thôi. Các em nhớ nha, nó hơi khác. Nhân một con số với một ma trận đó, nhân một số với một ma trận là nhân số đó với tất cả các phần tử nằm trên ma trận. Ta thường dùng các tính chất này để đưa một cái định thức cấp 3 mà không có gì đặc biệt hết về định thức đặc biệt. Lấy ví dụ nha. Ví dụ họ yêu cầu mình tính cái định thức này. Đây là một định thức cấp 3. Nó chưa có gì đặc biệt hết. Thế bây giờ chúng ta biến đổi nó, đưa nó về dạng đặc biệt này. Các em thấy là trong định thức này cái cột thứ nhất với cột thứ hai, đó là hai cái cột có chứa chữ ha. Mà mình nhìn kỹ hơn một tí xíu nữa đó, thì nếu như mà ta lấy cái cột 1 mà ta cộng với cột 2, cộng rất là cộng các cái thành phần tương ứng, cộng thành phần tương ứng với nhau, thì có phải rằng nó ra kết quả như thế này không? Đó, lấy cột 1 cộng với cột thứ 2 và chúng ta giữ nguyên hai cột sau. Thế vừa rồi chúng ta mới nói với nhau rằng là khi mình thay đổi một cái cột nào đó bằng cách lấy nó cộng với k lần cột khác thì định thức nó không thay đổi. Như vậy chúng ta có hai định thức này nó bằng nhau. Và khi cộng như vậy thì tất cả các cái phần tử nằm trên cột 1 nó giống y như nhau, nó đều là a cộng b cộng c. Thế chúng ta rút cái a cộng b cộng c ra làm nhân tử chung. Bởi vì chúng ta có nêu tính chất hồi nãy đó, tức là nhân tử chung của một dòng hoặc một cột thì có thể đưa ra ngoài dấu của định thức. Phải không các em? Vậy chúng ta đưa a cộng b cộng c ra ngoài. Đây. Khi chúng ta đưa a cộng b cộng c ra ngoài thì cái cột thứ nhất nó còn lại là 1 1 1. Hai cột sau chúng ta giữ nguyên. Thế thì bằng cái phép biến đổi sơ cấp như thế này, các em thấy rằng là mình đã đưa cái định thức D về tích của A cộng B cộng C nhân với một cái định thức mới. Mà định thức mới này là định thức đặc biệt. Có phải đặc biệt không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng là cột 1 và cái cột 3 của nó bằng nhau. Mà theo trường hợp đặc biệt, nói lúc đầu rằng là cái định thức mà như vậy nè, hai cột bằng nhau thì định thức bằng 0. Bằng 0 bằng nhân A cộng B cộng C phía trước thì nó cũng ra 0 thôi. Như vậy chúng ta có D bằng 0. Đó, các anh xem ha. Chúng ta vừa dùng cái cách là gì? Đưa một cái định thức cấp 3 không đặc biệt về một cái định thức cấp 3 đặc biệt để tính. Đưa như vậy là nhờ các cái tính chất mà đã được nêu. Xem một trường hợp khác, là trường hợp n là bằng lớn bằng 4. Thì thấy là càng ngày là cái định thức nó, cái cấp của nó càng ngày càng tăng dần lên. Từ cấp 1 xét rồi ha, cấp 2, cấp 3. Thế bây giờ chúng ta qua cái cấp lớn hơn hoặc bằng 4. Thế khi n là lớn bằng 4 thì sao? Chúng ta có cách thứ nhất. Đó là chúng ta sẽ khai triển cái định thức cấp 4 này theo một dòng hoặc một cột nào đó. Chúng ta biết rồi, nếu chúng ta khai triển theo một dòng hoặc một cột nào đó thì chúng ta sẽ chọn cái dòng hoặc cái cột nào mà có nhiều số 0 chừng nào thì cái việc làm của chúng ta càng đơn giản chừng đó. Phải vậy không? Chúng ta nói rằng là nên chọn cái dòng hoặc cái cột nào mà có chứa nhiều số 0. Lấy ví dụ thế này.
chúng ta đi tính cái định thức cấp 4 này đây. Thế em nhìn vào cái định thức cấp 4 này, em thấy rằng là cái dòng với cái cột nào là cần đem ra khai triển này? Có phải rằng là trong cái định thức này thì dòng thứ ba là có nhiều số 0 nhất không? Đúng chưa? Đấy nè, dòng thứ ba có mấy số 0? Có đến 3 số 0. Việc tính nó sẽ đơn giản. Thế bây giờ nhắc lại với nhau rằng là khi tính một cái định thức bằng khai triển theo một dòng thì chúng ta làm như thế nào nha? Ở đây cụ thể là chúng ta đang khai triển định thức cấp 4 này theo dòng thứ hai. Theo dòng thứ hai các em thì ở đây nè, cái 0 này là A21 này, cái trừ 1 này là A22, số 0 này là phần tử A23, số 0 này là A24. Đó. Thế thì chúng ta có cách khai triển là ta lấy A21, phần tử đầu tiên đó, nhân với trừ 1 mũ 2 cộng 1 nhân với D21. Cái chỉ số dưới của chữ A là 21, thì cái D của chúng ta cũng là 21. Và cái số mũ của cái trừ 1 là 2 cộng 1. Lấy hai cái chỉ số cộng lại với nhau. Đó là số đoạn đầu tiên. Chúng ta cộng với đến A22 thì là trừ 1 mũ 2 cộng 2 D22. Dễ nhớ không? Tiếp theo sẽ là gì các em biết không? Cộng với A23 trừ 1 mũ 2 cộng 3 D23. Đó. Đó là cái số hạng thứ ba. Hết chưa? Chưa hết. Còn cuối cùng nữa chứ. A24 thì là trừ 1 mũ 2 cộng 4 D24. Đó. Bây giờ chúng ta thấy nè. Tại sao mà chúng ta phải chọn cái khai triển mà theo cái dòng hoặc cái cột nào chứa nhiều số 0? Bởi vì nó có lợi thế này các em nè. Ví dụ như mình khai triển theo dòng thứ hai thì em thấy nha. Cái A21 mình là số 0. Em thấy số 0 vô đây nè. Như vậy là cái số hạng đầu tiên của mình nó bằng 0. Trong một cái tích số mà có một số bằng 0 thì nó bằng 0. Như vậy là có phải mất cái này đi không nè? Đỡ tính. Có phải vậy không? Rồi A23 cũng bằng 0 luôn. Như vậy là cái này mất nè. Rồi A24 cũng bằng 0 luôn. Mất cái này luôn. Như vậy thì cái định thức của chúng ta chỉ còn lại là A22 nhân trừ 1 mũ 2 cộng 2 D22. Như vậy là chỉ tính một số hạng thôi. Công việc nó đơn giản hơn nhiều. Nhớ nha các em, khi nào mình muốn tính định thức bằng cách mình khai triển theo một dòng hoặc một cột thì chúng ta phải chọn cái dòng hoặc cái cột nào có chứa nhiều số 0 để công việc của chúng ta nó đơn giản hơn. Chúng ta tiếp tục nha. Rồi, như vậy là cái định thức của mình đây. Vậy bây giờ mình chỉ còn cái việc là đi tính A22 là bao nhiêu, D22 là bao nhiêu, chúng ta thế nó vào thì chúng ta sẽ có kết quả. A22 là trừ 1. Chúng ta có trừ 1. Trừ 1 mũ 2 cộng 2 tức là số 1. D22 là gì? D22 là cái định thức được suy ra cái từ cái định thức ban đầu bằng cách bỏ đi cái gì nè? Bỏ đi cột thứ hai, dòng thứ hai. Bỏ đi cột thứ hai, dòng thứ hai là thế này, cái này bỏ cột 2 nè, bỏ dòng 2. Đó, như vậy đây là cái phần tử còn lại nè. Chúng ta chép nó xuống đây. 921 042 rồi 341. Như vậy là từ một cái định thức cấp 4 bằng cách khai triển theo một dòng, chúng ta đã đưa về được định thức cấp 3. Mà đã là định thức cấp 3 rồi thì hồi nãy trường hợp n bằng 3 mình nói rồi, có hai cách làm. N bằng 3 thì hoặc là dùng Sarros hoặc đưa về cái định thức đặc biệt. Trong trường hợp này thì em muốn làm kiểu nào cũng được ha. Thế để khỏi mất thời gian, tính luôn rồi. Cái định thức này là có giá trị là trừ 36, tức là cái định thức là bằng 36 mình nhân với trừ 1 phía trước đó, trừ 36. Đó là cái cách thứ nhất để tính một cái định thức có cấp lớn hơn hoặc bằng 4. Chúng ta thử xem có còn cái cách nào nữa hay không. Cách thứ hai. Thế cách thứ hai là thế này đây. Chúng ta sẽ dùng cái hệ quả của khai triển Laplace. Trong cái phần 1 đại số tuyến tính thì tôi có trình bày với các em về cái khai triển Laplace rồi. Khai triển Laplace tức là mình khai triển cái định thức mà theo nhiều dòng hoặc nhiều cột. Hồi nãy là khai triển một dòng một cột, còn Laplace là khai triển theo nhiều dòng nhiều cột. Nhưng mà các em biết rằng thật ra khai triển Laplace nhiều dòng nhiều cột như vậy mà với một cái định thức mà cấp nó hơi cao á, cấp lớn bằng 4 đó, mà nó không có gì đặc biệt thì thực ra tính toán nó cũng phức tạp đấy. Thế ở đây thì chúng ta chỉ
nên dùng, tôi khuyên em là chỉ nên dùng cái Laplace trong cái trường hợp mà nó đặc biệt. Nó đặc biệt tức là nó ở cái dạng này các em ạ. Cái ma trận A mà cần tính định thức á, nó rơi vào một trong bốn cái dạng này. Bốn cái dạng này là bốn dạng như thế nào? Tức là có một cái phần, một cái góc phần tư á, nào đó của nó là toàn là số 0 không. Ví dụ như là cái góc này là số 0, không đây, hoặc không nằm đây, không nằm đây. Đó. Và khi mình ngăn nó ra như thế này, ngăn các cái phần tử mà bằng không lại với nhau thành một cái nhóm rồi đó, thì phần còn lại là B và D là cái ma trận vuông. Thế nếu nó rơi vào tình trạng như thế này nè, thì chúng ta có thể chứng minh được rằng là, tức là dựa vào khái niệm Laplace, chúng ta chứng minh được rằng là lúc này cái A của chúng ta nó bằng là tích của định thức của ma trận B nhân với định thức của ma trận D. Ví dụ như thế này các em này. Chúng ta tính cái định thức này. Thế các em thấy cái định thức này nha, có phải cái góc này nè, nó chứa số 0 không? Toàn là số 0 phải không nè? Chúng ta ngăn nó ra. Đó. Khi ngăn ra như vậy nè, thì hai cái phần này nó là ma trận vuông. Vậy thì theo cái hệ quả vừa rồi thì chúng ta có này. Đó. D nó sẽ bằng là tích của hai cái định thức này. Em nhớ nha, muốn sử dụng cái hệ quả này nè, chúng ta phải có hai cái điều kiện. Thứ nhất là cái định thức của chúng ta sẽ có một cái góc nào đó toàn là số 0 không. Và khi mình ngăn lại toàn bộ cái số 0 đó lại với nhau thì hai cái phần còn lại đó, hai phần chéo đó đó, nó là hai cái ma trận vuông. Bởi vì ma trận vuông mới có định thức, thì lúc đó cái định thức lớn ban đầu nó bằng tích của hai cái định thức nhỏ đó. Trong thực bài này thì cái D của mình là tích của hai cái định thức con cấp 2, mà cấp 2 thì quá dễ rồi, chúng ta biết rồi, nhân chéo trừ ngược lên. Chúng ta có là định thức đầu tiên là trừ 10, trừ 6, trừ 4 là trừ 10, nhân với cái này là 6 trừ 5 là 1, kết quả là trừ 10. Như vậy là tôi vừa trình bày với các em thêm một cách nữa, cách thứ hai để tính một cái định thức có cấp lớn bằng 4, bằng cách là chúng ta dùng hệ quả của khai triển Laplace. Cách thứ ba, giống như là ở cái ma trận, cái định thức của cái ma trận vuông cấp 3, thì đối với cấp mà từ 4 trở lên, chúng ta cũng có thể là tính nó bằng cách là đưa nó về cái định thức đặc biệt. Xin nhắc lại đặc biệt đây tức là hai cái dạng đặc biệt mà chúng ta liệt kê trong trường hợp một đó các em. Tức là định thức của ma trận tam giác, định thức của ma trận chéo, hoặc là cái định thức mà có một dòng hoặc một cột bằng không, em nhớ không? Hoặc là có hai dòng hoặc hai cột bằng nhau, hai dòng hai cột tỷ lệ đó, là chúng ta đưa nó về định thức đặc biệt đó đó. Xét thử ví dụ nè, chúng ta tính cái định thức này. Thế bây giờ nếu định thức cấp 4 này mà em thử dùng cái hệ quả Laplace, em ngăn ra này, đây có số 0 này, thì nhóm cái góc này có số 0 này. Nếu mình ngăn nó ra, mình ngăn nó ra như thế này rồi thì em thấy rằng là hai cái phần này không phải là ma trận vuông. Đây, ba dòng hai hai cột không được. Như vậy là dùng hệ quả Laplace không được. Hoặc là em thấy cái này góc này có số 0, em ngăn nó ra. Ngăn nó ra thì hai cái phần này cũng không phải là vuông. Đó, như vậy là dùng Laplace trong trường hợp này là không được rồi. Chúng ta dùng cách thứ ba, đưa về định thức đặc biệt. Chúng ta đưa nó về cái định thức ma trận tam giác. Muốn đưa về định thức của ma trận tam giác thì chúng ta làm cho các cái phần tử mà nằm phía dưới của cái đường chéo chính nó bằng không. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ làm cho cái cột đầu tiên ở phía dưới đường chéo chính nó bằng không cái đã. Tức là hai số 1 này cần phải bằng không. Vậy thì ta làm như sau. Cái việc này là hết sức là quen thuộc với mình các em ha. Ta giữ nguyên dòng 1, lấy dòng 2 trừ dòng 1, ta được kết quả như thế này. Cứ lấy phần tử tương ứng thôi, 1 trừ 1 là 0, 2 trừ 3 là trừ 1, 1 trừ 1 thì ra 0, và trừ 1 trừ 0 thì ra trừ 1. Rồi chúng ta sẽ lấy dòng thứ 3 mà chúng ta trừ đi dòng 1 thì cho ta kết quả như thế này. Còn cái dòng thứ 4, tốt rồi, ta để nguyên.
Thế sau cái bước biến đổi đầu tiên như thế này nè, thì ta được hai cái định thức này nó làm sao? Nó bằng nhau. Bởi vì chúng ta có tính chất rằng là khi ta lấy một cái dòng, ta trừ đi k lần dòng khác, ở đây k là một đó, tức là lấy dòng này trừ dòng kia đó, thì cái định thức nó hoàn toàn không thay đổi gì hết. Hai định thức này bằng nhau. Và các em thấy rõ ràng là cái định thức thứ hai nó đẹp hơn, tức nó gọn hơn định thức thứ nhất. À, nó dần dần nó gần tiến tới cái định thức của mặt trận tam giác rồi đó. Đây này. À, nếu như mà cái số 3 này này cũng trở thành số 0 luôn, thì lúc đó định thức này là định thức của ma trận tam giác trên. Thế bây giờ muốn cho cái số 3 này bằng 0 thì có phải là chúng ta sẽ lấy cái dòng thứ tư, chúng ta trừ đi dòng thứ ba không? Đây. Chúng ta sẽ lấy dòng 4, chúng ta trừ đi dòng 3. Ba dòng trên chúng ta để nguyên. Thì khi trừ như vậy thì cái dòng thứ tư của chúng ta là cái dòng mà các phần tử nó là 0, 0, 0, 2. Và đến đây các em thấy nè. Đó. Có phải đây là định thức của ma trận tam giác trên không? Mà chúng ta nói với nhau rằng là định thức của ma trận tam giác trên thì nó bằng tích của các phần tử nằm ngay trên cái đường cho chính. Vậy thì chúng ta lấy 1 nhân trừ 1 nhân 3 nhân 2. Đó, kết quả chúng ta có là trừ 6. Đó. Chúng ta vừa dùng các phép biến đổi sơ cấp ha, đưa một cái định thức không đặc biệt về cái định thức đặc biệt. Ở đây là định thức của ma trận tam giác trên. Nào, chúng ta xét thử một cái nhất nữa. Một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai này đây là cũng là một cái định thức cấp 4. Nào. Bây giờ nếu như chúng ta đưa cái định thức D này về định thức ma trận tam giác giống như chúng ta vừa làm đối với ví dụ 1 và các em. Thì các em biết mình làm sao không? Đưa về định thức của ma trận tam giác trên á, là thường ta làm thế này các em, ta giữ nguyên dòng thứ nhất. Rồi ta làm cho các cái cột này nè bằng không. Ta dùng dòng thứ nhất làm chuẩn, ta xử lý các dòng ở phía dưới. Vậy ví dụ như số 2 này nè mà muốn trở thành số 0 á, thì có phải là lấy dòng 2 mà trừ đi 2 phần 3 lần dòng thứ nhất không? Đó. Mà làm như vậy thì sao? Làm như vậy thì rõ ràng là chúng ta phải tính toán với lại phân số. Mà tính toán phân số thì quá phức tạp phải không các em? À, như vậy thì bây giờ chúng ta làm như thế nào nè? Các em biết là mình rất là mong muốn cái chỗ này nè. Cái số 3 này là số 1 nè. Nếu là số 1 thì ví dụ như ta muốn mất số 2, ta lấy dòng thứ 2, ta trừ đi 2 lần dòng 1 là đẹp lắm. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thủ thuật như thế này. Các em ráng nhớ cái thủ thuật này nha. Các em thấy nè. Tôi giữ nguyên 3 cái dòng dưới. Tôi để ý rằng là các cái phần tử trên từng cột mà cộng lại với nhau đều là số 9. Nó có 3 số 2 và 1 số 3 đó, cộng lại là 9. Cho nên tôi thay đổi cái dòng thứ nhất bằng cách là lấy nó cộng với các cái dòng khác. Chúng ta biết rồi, công việc đó nó sẽ không làm thay đổi cái giá trị của định thức. À, như vậy tôi được cái dòng thứ nhất là những con số 9. Xong rồi chúng ta có cái tính chất rằng là nhân tử chung của một dòng thì có thể đưa ra ngoài dấu của định thức. Như vậy chúng ta rút cái số 9 ra bên ngoài. Chúng ta đưa số 9 ra bên ngoài các em ha. Thì cái dòng thứ nhất chúng ta có 4 con số 1. À, các cái dòng khác chúng ta để nguyên. Hồi nãy là chúng ta nói với nhau rằng là chúng ta đang mong muốn cái phần tử A11 này nè, nó là số 1. Thì bây giờ nó là số 1 rồi đó. Nhờ làm cái động tác này mình rút cái 9 ra ngoài cho nên chỗ này mình được là số 1. À, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái định thức này về định thức của ma trận tam giác trên. Như vậy là tôi sẽ cố gắng làm cho các cái con số 2 mà ở phía dưới cái đường chéo chính đó, nó trở thành là những con số 0. Các em có đoán được là mình sẽ làm như thế nào không? Chúng ta lấy dòng 2 trừ dòng 1, trừ 2 lần dòng 1, đúng chưa? Dòng 3 cũng trừ 2 dòng 1, dòng 4 trừ 2 dòng 1. À. Để xử lý ba con số 2 này trở thành số 0 đó. À, chúng ta lấy dòng 2, dòng 3, dòng 4 trừ đi 2 lần dòng 1. Đây, số 9 ta để nguyên. Trên này là
ta để nguyên. Khi trừ như vậy thì dòng thứ hai nó trở thành là 0100. 2 mà trừ đi 2 lần số 1 này là số 0. Mình thấy chưa? 3 mà trừ đi 2 lần 1 thì ra 1. Còn cái số 2 này trừ 2 lần số 1 này và số 2 này trừ 2 lần số 1 này thì ta được là số 0. Làm tương tự, lấy dòng 3 trừ 2 lần dòng 1. Ta được như thế này. Và dòng 4 trừ 2 lần dòng 1 cho ta kết quả như vậy đó. Các em thấy là đến đây nè, chúng ta đã đưa được cái định thức D cần tính về một cái định thức cũng cấp 4 như nó đặc biệt. Đó là định thức của ma trận tam giác trên. Đó. Muốn tính định thức này thì lấy các phần tử nằm ngay phía trên đường chéo chính nhân với nhau. Được bao nhiêu? Ta nhân với chính ra kết quả. Đó. Như vậy thì rõ ràng là bởi vì các cái phần tử phía trên đường chéo chính đều là số 1. Tích này là 1 nhân với 9. Chúng ta có kết quả là bằng 9. Chúng ta có cách thứ tư. Nhắc lại nha, cách 1 là gì nè? Nó nhiều cách quá cho nên sợ các em quên. Đối với n lớn bằng 4, cách thứ nhất là chúng ta tính cái định thức cấp 4 trở lên đó bằng cách khai triển theo một dòng hoặc một cột. Cái thứ hai là khai triển theo nhiều dòng nhiều cột, tức là Laplace đó, mà những cái hệ quả của nó. Cách thứ ba là chúng ta đưa về cái định thức đặc biệt. Còn cách thứ tư là chúng ta dùng cái này các em nè, ta dùng cái tính chất rằng là det của A thì bằng det của AT, tức là định thức của ma trận A thì bằng định thức của ma trận chuyển vị của nó. Chúng ta thử lấy cái ví dụ như sau. Tính cái định thức D này. Đây là một cái định thức cấp 5. Định thức này có gì đặc biệt các em biết không? Các em thấy rằng nếu như mà chúng ta đổi dấu dòng thứ nhất thì ta được cột thứ nhất của nó. Đổi dấu dòng 2 được cột 2 của nó. Đổi dấu dòng 3 là cột 3 của nó. Đổi dấu dòng 4 thì giống cột 4 của nó. Và đổi dấu dòng 5 là giống cột 5 của nó. Mà muốn đổi dấu như vậy nó gợi ý cho tôi là nhân trừ 1 vào. Mà nhân trừ 1 vào dòng 1, trừ 1 vào dòng 2. Làm 5 lần như vậy. Tôi có như thế này nè, tôi lấy trừ 1 mũ 5 nhân với D. Tất cả các cái dòng đều được nhân cho trừ 1 các em. Tức là mình đổi dấu hết tất cả các cái dòng của nó luôn. Và khi đổi như thế này nè, thì các em có thấy rằng là trong cái định dấu định thức này nè, thì hai cái này có phải là hai cái ma trận chuyển vị của nhau không? Dòng 1 của này chính là cột 1 của này. Dòng Y của cái này chính là cột Y của cái kia. Như vậy là hai cái ma trận trong dấu định thức là hai ma trận chuyển vị của nhau. Mà theo tính chất thì hai cái định thức đó bằng nhau. Như vậy thì có phải là do cái định thức này bằng định thức này cho nên chúng ta suy ra rằng là trừ 1 mũ 5 nhân D bằng D không? Có nghĩa là trừ D bằng D, có nghĩa là D bằng 0. Đó, chúng ta phải tính xong. Các thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay chúng ta đã hệ thống hóa lại toàn bộ các cái phương pháp để tính một cái định thức. Chúng ta gặp một cái định thức thì chúng ta xem thử nó đặc biệt hay không đặc biệt. Đặc biệt thì xử lý theo cái đặc biệt. Còn không đặc biệt thì chúng ta xét xem thử là nó là định thức cấp mấy. Và tùy theo là cấp mấy mà chúng ta có cái phương án để xử lý nó phù hợp. Tôi hy vọng rằng trong buổi học hôm nay các em có cái nhìn hệ thống hơn về cái dạng toán đầu tiên của định thức, để góp phần giúp các em hiểu rõ hơn lý thuyết và có cái kỹ năng tính toán tốt một cái định thức cho trước. Hẹn gặp lại các em trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào các em.